Tôi sẽ đọc câu chuyện về một vị công và hoàng tử nhỏ trong sa mạc. Tôi là hai lần tôi đã đọc tiếng Việt bằng tiếng Việt, tiếng Anh bằng tiếng Việt. À, tôi sẽ đăng tiếng Anh bằng tiếng Việt. Phát âm tiếng Việt là quá, tạc quá. Nhưng mà tôi cố gắng, tôi đã nỗ lực. Cũng nhờ một vị khùng và hoàng tử nhỏ đã đi hành trong sa mạc, chia sẻ câu chuyện và sự khủng hoảng, lòng sự khủng hoảng. Một vị khổng biết bao chuyện của hoàng tử nhỏ một cuộc chiếu lưu của hành tinh cắn nhau. Nhưng cuộc nhãn bàn là lớn nu các cụ hóa kiểu nhau và các cúng cạo chúng mình. Cuộc ý nghĩa và chú viết ô u chú bảo là cũng cũng cả tìm kiếm nhà và chú viết ô u chú bảo là tôi đã đúc tiền hẳn bằng tiền Việt. Tôi có thể né tiền Việt thì tôi có thể rent up nè như yo. Tôi có thể nói bôi phát âm tốt, rất tốt. Nhưng mà phát âm tiếng Việt là khá quá. Xong.